Tổ hợp dự án Sun Cosmo Residence Đà Nẵng gồm các khu căn hộ cao tầng và khu thấp tầng nhà phố shop villa tọa lạc bên dòng sông Hàn do Sun Group phát triển với thiết kế cao cấp, tiện nghi cùng hệ thống tiện ích riêng biệt. Dự án Sun Cosmo Residence Đà Nẵng có tổng diện tích lên đến 8,5 ha được quy hoạch phát triển với mật độ xây dựng thấp, nhiều cảnh quan và không gian xanh. Dự án bao gồm hai loại hình sản phẩm là cao tầng và thấp tầng, mang đến nhiều lựa chọn ngôi nhà phù hợp nhất với nhu cầu để ở hoặc kinh doanh. Tọa lạc tại trung tâm thành phố Đà Nẵng với vị trí vô cùng thuận lợi. Sun Cosmo Residence giáp với đường Trần Thị Lý, Mỹ An, Chương Dương và Phạm Hữu Kính. Thuận tiện liên kết trực tiếp với những dịch vụ vui chơi giải trí hấp dẫn nhất của Đà Nẵng. Với vị trí trung tâm của Sun Cosmo Residence, cư dân dễ dàng kết nối với các tuyến đường chính của thành phố và các điểm đến nổi tiếng của thành phố như bãi biển Mỹ Khê và sân bay quốc tế Đà Nẵng chỉ trong vài phút di chuyển. Với tầm nhìn rộng mở, từ dự án Sun Cosmo Residence có thể ngắm nhìn được ba cây cầu nổi tiếng khác là cầu Rồng, cầu sông Hàn và cầu Thuận Phước, mang đến cho cư dân một trải nghiệm sống động và tuyệt vời. Những tòa tháp căn hộ Sun Cosmo Residence với tầm view 3:1 đất giá, view sông Hàn, view biển, view thành phố. Tất cả các căn hộ Sun Cosmo Residence không bị chắn view. Tầm nhìn 360 panorama cùng hệ tiện ích cao cấp dành riêng cho cư dân, bể bơi, gym, spa. Quy mô khu cao tầng Sun Cosmo Residence gồm 2 tòa tháp cao 27 và 33 tầng, 650 căn. Có 3 tầng hầm và 3 tầng khối đế shop house. Các loại hình gồm căn hộ, shop house, penthouse, những dãy nhà nhà phố. Shop Villa Sun Cosmo Residence mang đến một không gian sống nhộn nhịp, rực rỡ màu sắc. Cùng với đó là không thiếu sự trong lành, mát mẻ bên dòng sông Hàn mênh mông thơ mộng. Sát cạnh cây cầu biểu tượng Trần Thị Lý, dự án Cosmos Residence Gia Năng sở hữu hàng loạt tiện ích với công viên ven sông đa trải nghiệm. Là nơi thỏa mãn các nhu cầu thưởng ngoạn của cư dân và du khách với bến du thuyền, quảng trường, tượng nghệ thuật, tranh tường và con đường sắc màu. Sun Cosmo Residence Đà Nẵng được đánh giá là tổ hợp bất động sản cao cấp trên quỹ đất hiếm hoi còn sót lại bên bờ sông Hàn tuyệt đẹp. Vị trí cửa ngõ, giao lộ quốc tế, nơi mở ra thế giới giải trí sôi động, cũng là nơi sẽ thu hút cộng đồng quốc tế đến với dự án nói riêng và Đà Thành nói chung. Khu nhà phố và căn hộ Cosmo Residence Sun Group Đà Nẵng đáp ứng đồng thời bộ đôi giá trị sinh sống và đầu tư sinh lời cho những cư dân thành đạt. Mọi cung đường hội tụ tại một điểm và một điểm bắt đầu cho mọi hành trình. Sun Cosmo Residence là dự án cao cấp tiếp nối các thành công của Sun Group tại Đà Nẵng trước đó như cầu Vàng, Intercontinental Da Nang Sun Peninsula Resort, Premier Village Da Nang Resort, Sun Urban Na Hill, Sun Never Island, mang lại tên tuổi cho Sun Group tại Đà Nẵng nói riêng cũng như cả nước nói chung. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại phần mô tả. Thông tin bất động sản alo căn hộ sg.com tư vấn.